Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Hàng vạn xe đẹp quy tụ khoe sắc trong ngày hội Yamaha CB 2008. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2008 vừa qua, tại nhà đấu Phú Thọ, số 1 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra một cái sự kiện đua xe do công ty Yamaha Việt Nam tổ chức. Bên cạnh đó còn có chương trình thi xe đẹp với cái sự quy tụ của các dân chơi xe lâu năm trong giới xe độ ở khắp các tỉnh thành. Hàng vạn xe đẹp quy tụ khoe sắc trong ngày hội Yamaha CB 2008. Cái sự diễn biến với cái sự tham dự của rất nhiều tay chơi lâu năm từ các tỉnh thành đổ về và cái sự kiện ngày chủ nhật này đã làm nóng cái sân vận động Phú Thọ hơn bao giờ hết. Cuộc thi xe đẹp diễn ra với hai dòng xe chính đang hot hiện nay ở trên thị trường, đó là một Exciter và NVX. Sân chơi này là nơi các biker có thể tự do thể hiện được ý tưởng cũng như cái sự sáng tạo của mình lên những chiếc xe cưng. Bên cạnh đó, áo quần và quán quần của cuộc thi xe đẹp năm 2007 do công ty Yamaha tổ chức cũng đến tham dự và làm khách mời để trưng bày. Có rất nhiều mẫu xe rất nổi tiếng cũng khá lâu trên mạng xã hội mà các bạn chưa được nhìn ngắm trực tiếp. Thể hiện được cái sự kiện lần này cũng là dịp chúng ta nhìn ngắm cận cảnh các tác phẩm nghệ thuật này. Ngoài cái Exciter còn có dòng NVX, một mẫu xe tay ga dù mới ra mắt nhưng cũng đã có vô số những bản độ cực kỳ hot và đang làm thức tỉnh thị trường xe tay ga đã ngủ quên trong nhiều năm qua. Ba trong những bản độ được coi là đình đám nhất này. Và đây là ba nhà vô địch Exciter đẹp nhất được chính tay giám đốc Yamaha Việt Nam lựa chọn trong hàng trăm cái chiếc xe đẹp tham gia. Và ba chiến binh NVX full bộ áo giáp mới và đầy sáng tạo nên cái việc đoạt giải không vì là quá bất ngờ nữa. Trận đua MotoGP 2008 như hổ mọc thêm cánh. Với những chiếc xe đua năm 2008 từ các hãng xe đã được chạy thử nghiệm tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 28 và 30 tháng Giêng này và ra mắt trước cuộc thi xe mới MotoGP 2008 tại cái sân vận động Grand International Prix. Cái cuộc đua sẽ được tổ chức vào ngày 16 đến ngày 18 tháng 2 sắp tới. Điểm danh những gương mặt sử dụng cái bộ cánh Wireless trong cái giải đua MotoGP 2008. Và cặp đôi Ducati Honda cũng đã có một thiết kế giống nhau ở chi tiết fairing. Theo thông tin được biết, tại giải đua MotoGP 2008 năm nay đã nhận được cái sự cho phép từ ban tổ chức về việc lắp đặt Wireless mang một thiết kế kinh học hiển thị ở cái bộ cánh fairing. Và nhóm nghiên cứu cũng đã được thiết kế và phát triển cái đội ngũ của nhà dạng Wireless và mang lại cái tính hiệu năng cho lái xe tốt nhất cho người lái. Những gã khổng lồ như là Movistar Yamaha bản thân đã được nâng cấp khối động cơ mạnh mẽ đi kèm với Wireless thiết kế với đầu cánh lớn hơn và thiết kế tam giác được bố trí gần như là song song với cái chống bùng trước, không giống như những Wireless của nhà Ducati hay Honda. Suzuki sử dụng cái đầu cánh Wireless ngay từ cuối mùa giải MotoGP trước đó do lái xe nổi tiếng Ilerin điều khiển và Wireless mới có vị trí lắp đặt là thấp hơn, đem đến hiệu suất là tốt nhất. Hiện tại đây được xem là lần đầu tiên trong cái cuộc đua RSVCB có một thiết kế tương tự như là Ducati và Honda. Cảm ơn bạn theo dõi này tiếp, nhớ like, share, subscribe.